Cuộc sống của người đàn ông này vốn dĩ rất hạnh phúc. Anh ta có người vợ xinh đẹp và đứa con trai đáng yêu. Nhưng vào mấy tháng trước, sự cố đã xảy ra. Người đàn ông sau khi ra ngoài liền biến mất. Người nhà đã đăng tin tìm kiếm rất lâu, nhưng anh ta giống như chưa từng tồn tại trên thế giới này, biến mất như cát bụi. Một tuần sau, vợ của anh ta mơ thấy một con đường. Trên con đường đó có chiếc xe của người đàn ông. Dựa vào sự chỉ dẫn của giấc mơ, bọn họ thật sự đã tìm thấy quần áo của người đàn ông đó trên đường, mà trong một rừng cây cách đó khoảng 1 km, họ phát hiện ra một mô đất. Небольшая, но вот такой вот высоты и веточками заложено. Приехали специалисты и как бы собака сразу что-то обнаружила и уже начали раскапывать. Phía sâu trong cái hố đó họ phát hiện ra thi thể của một cô gái. Điện thoại của cô gái đó có số điện thoại của người đàn ông, nhưng người thân của anh ta không hề quen biết cô gái này. Càng khiến người khác nghi ngờ là tiến độ điều tra của cảnh sát rất chậm chạp, mãi cho đến ngày hôm nay vẫn chưa tìm ra được hung thủ. Cho nên người nhà chỉ còn cách tìm đến các nhà tâm linh của chúng tôi. Hy vọng các nhà tâm linh có thể dùng sức mạnh thần bí để tìm một chút manh mối nào đó. Tổ sản xuất dẫn theo một đoàn người đến chỗ cái hố chứa thi thể. Họ muốn xem các nhà tâm linh chỉ dựa vào cái hố đó có thể thấy được những gì. Người đầu tiên là Lily. Lily bắt đầu hình dung tướng mạo của người đàn ông, thậm chí cả hình dạng của thi thể cũng giống. Tiếp đó là khuôn mặt của cô gái xấu số cũng được nói ra. Lily bắt đầu hồi tưởng lại cảnh tượng khi người đàn ông chết. Mà nguyên nhân thật sự là do người đàn ông này và cô gái đã ngoại tình với nhau. Một trong số các tình nhân của cô gái đã trả thù bọn họ, cho nên mới có thảm kịch xảy ra. Mà Lily thậm chí còn nói ra được tướng mạo của hung thủ. Темные брови. Вот такие ребята, мне статутка на ногам. Немного ниже меня ростом. И мы лягли на далекие мили. Где-то в районе 40 лет. Поляночек с двумя лямом, что он уже тейна, тейна верион. Какая-то другая кровь у него, но не славянская, то есть. Nhà tâm linh tiếp theo là Xây Mừng Vua. Nhìn cái hố sâu, Xây Mừng trực tiếp nói. Ну, найди вот это. Я вас тут. А почему вы решили, что это могила? Да просто четко прям сказано, могила. Ну, могила странная какая-то. Tiếp đó nghi lễ được cử hành. Lời nói của Xây Mừng khiến người nghe nổi da gà. Потому что здесь вообще что-то такое, чуть ли не заживо это все. Mà bạn bè cũng xác thực rất có thể cô gái đó đã bị chôn sống. Còn về hung thủ, thì mảnh đất này vào khoảng 2 tuần trước đó đã xảy ra một vụ án khác tại đây. Tình huống rất giống với người đàn ông đó. Người cuối cùng là Beck. Lần này anh có tiếp tục nói chuyện cùng vong linh nữa không? Anh ta là phù thủy, anh ta nói chuyện với người chết. Thậm chí khi đứng bên cạnh cái hố, Beck liền cảm thấy rất khó chịu. Anh mượn một đồng xu của những người ở đó, trong miệng bắt đầu niệm thần chú, rồi vứt đồng xu vào trong hố. Linh hồn người đàn ông đã chết hình như nghe được lời kêu gọi. Рядом с вами стоит. В белом костюме каком-то и светлые ботинки. Oh, так похоронен. Dưới sự chỉ dẫn của người đàn ông, Beck lập tức nhận ra mẹ và vợ của anh ta. Sau đó Beck dường như đã biết được bí mật của mỗi người và nói rằng người đàn ông đó có lời muốn gửi tới mẹ và vợ. Lúc này Beck kể lại bối cảnh ngày hôm đó. Khi thi thể được phát hiện cũng không đi giày mà đi chân trần. Они знали этих людей? Нет. Сколько их было? Трое мужчин.
следователь склоняет, что все-таки были убийцы не один человек, а больше к двум или трем. Nhà tâm linh kể rằng hung thủ trước khi giết người mới đào cái hố này, mà lại vô cùng chuyên nghiệp. Почему-то идет прям картинка, как то ли как клеенка, то ли как полиэтилен такой большой. Вполне возможно. Клеенка была, потому что следов земли вокруг раскапанного места не было. То есть оно было очень тщательно спрятано. То, что я вижу, выглядит как зверство какое-то. Ее ударили, как сзади кто-то по голове ударил. Она живая еще была, ее землей засыпали живую. Сеймон Буа cũng đã từng nói như vậy. Mà thứ Bách nhìn thấy lại giống hệt như những gì bà ấy đã từng kể. Họ bắt đầu chôn sống cô gái đó. Nhưng sau khi vùi kín lớp tuyết, chúng lại bắt đầu nổ súng. Выстрел был. Кого стреляли? В него. Это заказное убийство. Кто-то это снимал. Снимал в смысле? Кто-то это снимал. Кто-то вот тут прям стоял, да. То есть вот это вот убийство запечатлено на пленке? Nguyên nhân được nói ra khiến tất cả mọi người bàng hoàng. Как тупая ревность какая-то. Но он сделал это не своими руками, не своими. Мужчина, восточная какая-то внешность, непонятная, темный мужчина. А возраст его какой? Старше 40. Lúc này, tất cả mọi người đột nhiên thấy bất an. Я не могу утверждать, влияет ли он на следствие, но сделать он это точно может. То есть он влиятельный при деньгах, при статусе? Đúng thế. Không ai muốn thừa nhận điều này. Chỉ mãi sau này khi Beck lên tiếng, cô gái bị giết hại là người theo đuổi, rất phù hợp với miêu tả. Ну, это очень похоже на правду, да, это, мы тоже думаем, что это, ну, мы думали, да, что так и есть, что просто Ольге был действительно влиятельный любовник, мужчина за 40 лет, не русский, кавказской внешности. И действительно, скорее всего, из-за него это не дает ходу дела, что он мешает. Думаю, что это правда все. Chúng tôi cách nào biết được kẻ đứng sau điều khiển mọi thứ đó là ai? Cũng không thể xác thực được việc các nhà tâm linh nói chuyện với linh hồn là thật hay giả. Chỉ hy vọng khi chương trình được công chiếu, có thể giúp được cảnh sát sớm tìm ra sự thật. Ok, cuộc chiến tâm linh kỳ này đến đây là hết. Nhà tâm linh mạnh nhất trong lòng bạn là ai? Hãy để lại bình luận xuống bên dưới. Và nhớ đón xem kỳ mới của cuộc chiến tâm linh nhé.